Xin chào anh em, trong video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách phòng ngự trong bóng đá futsal đội hình 3-1 và 2-2. Đây là đội hình 3-1, thì mình sẽ nói đến cự ly đội hình. Đây là Fiso của đối thủ giữ bóng ở giữa. Thì pivot đội mình bước lên, hai ala sẽ bóp vào để che đường truyền lên của Fiso cho pivot ha. Đấy, nhớ nha, hai ala bóp vào. Nếu mà banh đưa qua đây thì ala vẫn bước ra kịp, không vấn đề gì hết. Nếu như mà cứ bắt sâu ra ngoài như thế này, Vivo đội bạn kia bước ra là có thể là có một đường truyền lên thua. Ok, rồi thì bóng triển khai ra biên. Đây, ala của đối thủ dẫn banh thì ala đội mình bước lên che chắn phòng ngự, thì Vivo sẽ lui về đứng ngang với lại chỗ của ala vừa bước lên. Fiso đội mình bỏ ra ngoài, hỗ trợ bọc lót. Ala bên này bỏ về đây, hỗ trợ đường chuyền ngang. Ha, ví dụ bên đây họ lên, họ chuyền ngang thì đây cắt được. Hoặc là ở đây cắt được. Nha. Đó, có thể thấy đây. Còn trường hợp Vivo đội bạn bước ra ngoài này thì không sao, bên đây có đá cao qua đây được. Để bỏ về kịp. Trường hợp Vivo đội bạn đối thủ bước qua đây, đá lên, bước ra cắt. Trường hợp số 17 này, ala của bên đối thủ vượt qua được ở ngoài biên, Fiso ra bọc lót. Trường hợp đi vào trong được, số 2 bọc lót là Vivo. Đó, chúng ta có thể thấy đây, khi mà trở về như cũ ha, đưa vào đây làm tương tự. Bóng giữ đây để bỏ về, để nếu như mà đứng đây họ cắt vào nhận banh thua ha, bỏ vào đây cắt vào thì chuyền qua cắt luôn, hoặc là nếu như không bỏ vào nhét lên đây được, đã đây trường hợp nhét lên che cắt ha, đá qua đây tương tự bước lên bỏ về. Trường hợp đá lên được cho phía trên, bước ra bỏ về 1/2 sân phòng ngự, 1/2 sân truyền di chuyển theo, chuyển theo, truyền di chuyển theo, di chuyển theo, truyền di chuyển theo, di chuyển theo, cứ thế thôi, 1-1. Cả 3-1 lẫn 2-2 đều như vậy. Phòng ngự 3/4 hoặc 2/3 sân. Đây mình ví dụ là 3/4 nha. 1, 2, 3, 4. Đây là 3/4.
2 phần 3 cũng được. Phòng ngự 3 phần 4 thì sẽ có đổi người, vẫn có thể theo 1-1 được. Chẳng hạn đây, theo 1-1. Nhưng mà vì 3 phần 4 sân thì khá là dài, nếu mà cứ theo 1-1 thì chúng ta sẽ bị đuối sức. Chúng ta có thể control sức lực bằng cách là đổi người trong trường hợp như sau. Ví dụ đây, Fiso chuyền cho Ala được bạn, thì Fiso của đối thủ xoay với số 17, thì số 5 này theo một nửa, số 4 theo một nửa. Thì khi số 17 này quay về đây và số 14 qua đây thì đổi người, chuyền về, tiếp tục đổi người. Vậy thôi. Trường hợp họ cắt lên, trường hợp cắt ngực ngược với lại chỗ của pivot, tức là cắt vào khoảng trống, thì chỗ này mình không có người thì mình theo 1-1. Đó, thì cái đơn giản thôi. Nếu đối thủ chuyền xong xoay thì đổi người. Còn nếu đối thủ chuyền xong cắt vào khoảng trống, 1-1. Cái phòng ngự đổi người này thì đòi hỏi anh em phải tập luyện với nhau rất là nhiều. Tại nếu như không hiểu nhau mà đổi người sai thì có thể dẫn đến bàn thua. Mình nói thêm một tí về bọc lót. Thì các bạn có thể thấy đây, ví dụ nha. 15 chuyền 17, 14 thoát được số 4 và tạo đường chọt khe lên, số 4 không theo kịp. Nhiệm vụ của Piso đội mình lúc này ra lót trên đây về hỗ trợ phòng ngự, bắt lại số vừa rồi 17 lên kèm 15 đổi người. Đây là vấn đề bọc lót trong bóng đá futsal nha. Khi một cầu thủ bị vượt qua thì chúng ta sẽ đổi người để bọc lót cho nhau. Trường hợp tương tự, bóng chuyền qua, số 3 bị vượt qua. Làm gì đây? Lót, bỏ về, bỏ về, bỏ về. Xong. Và đó là cách phòng ngự trong bóng đá futsal 5 người, đội hình 3-1 và 2-2. Anh em có ý kiến nào khác thì có thể comment bên dưới cho mình biết với nha. Và như thường lệ đừng quên like, đăng ký kênh, đón chờ các clip trong thời gian tới. Mình là Phạm Trung Thi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!